Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chuyên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ mẫu nhà đẹp tiếp theo. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Xato chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một mẫu nhà 2 tầng. Đó, biệt thự 2 tầng như các bạn đang nhìn trên hình đây. Rồi, chúng ta cùng khám phá phía mặt tiền của công trình này nhá. Rồi, đây là cái ao trước nhà của công trình. Đó, các bạn thấy rất nước rất sành như này, rất nhiều cá. Rồi, đây công trình của chúng ta đây, các bạn có thể quan sát mặt tiền của công trình này. Đó, thì tôi sẽ để lâu lâu một chút để các bạn ngắm kỹ cái kiến trúc mặt tiền của công trình. Rồi, để tôi zoom lên cho các bạn nhìn kỹ hơn. Đó, đây, phần mái đây. Đó, ok. Ao rất đẹp, tôi rất thích quả ao này. Đứng đây các bạn nhìn thấy gió mát chưa? Một căn biệt thự 2 tầng giữa vùng thiên nhiên như thế này. Rồi, chúng ta cùng vào phía bên trong để tham quan kỹ hơn mặt tiền của công trình này nhé. Công trình nổi bật lên bởi một cái màu vàng này. Thì chia sẻ mọi người cái diện tích của công trình này. Thì chiều mặt tiền, chiều ngang mặt tiền của công trình là 9m. Còn chiều sâu là 8m. Một sàn là 72m². Đây, các bạn này nhìn ở trên hình. Đấy, lên cũng được tôn lên trên 3 bậc. Đấy, các bạn nhìn này. Ok. Rồi, chúng ta cùng đứng trực diện mặt tiền để chúng ta sẽ xem kiến trúc mặt tiền của công trình này như nào. Đây là trực diện này, cái mặt tiền của công trình này. Đấy, chiều ngang này là 9m các bạn nhé. Đây là khuôn viên của công trình. Đây, cái ao rất đẹp trước mặt. Rồi, chúng ta cùng vào để khám phá cái công năng bên trong của công trình này. Rồi, bước lên trên lên công trình là đi lên 3 bậc. Để các bạn xem mặt tiền của công trình này. Đấy, chi tiết cột trang trí. Con chào bác ạ. Vâng. Đây là toàn bộ phòng khách của gia chủ. Trần này là sơn giả gỗ đấy bác nhỉ? Vâng, giả gỗ đấy. Nhìn thấy nó quả. Quả nó đã được nhìn nó đổi lại từ tháng nữa. Bác ơi, phòng khách này thì khoảng bao nhiêu mét vuông bác? Đấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không đó, không kẹt nhỉ? 3 mét rưỡi. Giữa hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 mét, hơn 16 mét vuông. Chiều 3 mét rưỡi một chiều. Trần bê tông sơn giả gỗ. Trần bê tông sơn giả gỗ. Công trình này thì mình xây khoảng năm bao nhiêu bác? Cái này năm 16 rồi, 25 rồi. Tầng 1 này gồm một phòng khách. Tiếp đến là khu vực cầu thang. Thế bếp ăn là mình ăn ở khu vực tách riêng. Khu vực
cầu thang. Đây thì có một cái cửa đi đằng sau nữa. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 dưới tầng. Đó. Phòng rất là rộng như này. Tôi sẽ tính cho các bạn bao nhiêu mét vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 3 mét 6. Và chiều kia thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5m4 nhân với 3m6 và diện tích của cái phòng này. Có một cửa lách đi ra bên ngoài này. Và đây là phòng ngủ số 2 của gia chủ. Phòng này thì bé hơn một chút. À, chúng ta cùng lên tầng 2 tham quan. Cho cháu lên tầng 2 tí bác nhá. Vâng. Tham quan không gian tầng 2. Cửa sổ lấy sáng khu vực này. Đấy, bước lên trên luôn tầng 2 thì chúng ta có một cái sảnh để gia chủ đang để phòng thờ ở đây. Đó. Đây, khu vực phòng thờ rồi chú. Đây là cửa, khu vực cửa đi ra ban công. Đó. Còn đây là phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 3 của gia chủ. Phòng này khoảng được 13-14 m². Kế bên là phòng ngủ số 4. Đấy, có vệ sinh khép kín đây luôn. Và cuối cùng là phòng ngủ số 5. Đấy, tổng công trình có 5 phòng ngủ. Dưới là một phòng khách, 2 phòng ngủ. Trên thì có tận 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Đây là ban công rất rộng này. Này có ao xanh chưa các bạn? Đấy. Phòng này có hai cái cửa đi ra hai sảnh. Rồi. Rồi chúng ta sẽ hỏi xem là với cái diện tích như vậy thì tổng công trình hết bao nhiêu tiền. Tôi nhắc lại diện tích công trình 1 triệu 9, 1 triệu 8, 72 m² một sàn, nhân lên là gần 150 m², tổng diện tích sàn của 2 tầng. Bác ơi cho con hỏi là thế thì tổng số tiền mà mình đầu tư khi xây xong cái nhà này khoảng bao tiền bác? 900 là tất cả đấy. Chưa nội thất đúng không bác? Có nội thất chưa? Chưa đúng không? Nội thất là bàn ghế. Không, chưa tính cái này. Vâng. 900 là trong cái nhà này. Cái nhà thôi, cả sơn rồi đấy bác nhỉ? Vâng. Lúc đấy đã còn đỡ bây giờ. Đó, thì các bạn được trực tiếp gia chủ chia sẻ. Thì 150 m² sàn, 2 tầng, 900 triệu. Các bạn nếu mà đang có khuôn viên và khổ đất tương tự và thích cái mẫu này thì cũng có thể là liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể tư vấn và thiết kế cho các bạn những cái không gian hợp lý nhất. Hy vọng video làm ra có hữu ích cho mọi người. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video chia sẻ ngôi nhà đẹp hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video chia sẻ tiếp theo.